Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn tính năng sao chép markup giữa các sheet trong Autodesk Build cũng như việc các markup trong các sheet của version cũ sẽ được tự động lưu qua version mới. Mình là Tâm đến từ OneGap, các bạn cùng theo dõi video với mình nhé. Đầu tiên chúng ta vào một sheet ở trong Autodesk Build. Autodesk Build sẽ hỗ trợ chúng ta xem các bản vẽ dưới dạng icon hoặc dạng danh sách. Chúng ta cùng mở một bản vẽ lên. Và sau đó chúng ta chọn công cụ Markup ở bên phía tay phải. Và chúng ta tạo Markup. Sau đó chúng ta nhấp phải vào Markup. Chúng ta có thể bấm Ctrl C hoặc là nhấp phải và chúng ta chọn Copy. Sau khi copy xong thì chúng ta có thể dán trong cùng một bản vẽ chúng ta đang mở, hoặc là chúng ta có thể dán cái markup chúng ta đã copy qua một bản vẽ khác. Chúng ta cùng thử mở một bản vẽ khác lên. Và chúng ta có thể dán cái markup chúng ta đã copy. Việc này giúp chúng ta giảm được thời gian tạo markup cũng như các comment. Khi mà có những markup hay comment tương tự thì chúng ta có thể sao chép và dán lên ở những bản vẽ khác. Trong Autodesk Build cũng hỗ trợ lưu các markup ở trong các sheet của version cũ, tự động lưu qua version mới. Chúng ta cùng thử mở một sheet và chúng ta tạo markup. Tương tự chúng ta chọn công cụ Markup ở bên phía tay phải. Chúng ta tạo một markup. Và sau đó chúng ta đóng bản vẽ lại. Sau đó chúng ta hãy cùng thử upload một bản vẽ để tạo một cái version mới cho bản vẽ chúng ta đã vừa tạo markup. Trong Autodesk Build, hai bản vẽ khác nhau có cùng sheet member và thuộc hai version set khác nhau thì nó sẽ là hai version của một bản vẽ. Chúng ta cùng bấm vào Assets. Sau đó chúng ta upload bản vẽ từ máy tính của chúng ta. Chúng ta qua bước cài đặt version set. Sau đó mình đặt tên cho version set. Ở đây mình đặt tên là bản vẽ cập nhật phần thân. Và chọn ngày cho version set. Và qua bước xác định sheet member của bản vẽ. Mình chọn bản vẽ và mình vẽ cái vùng để giúp cho hệ thống nhận diện được cái sheet member của bản vẽ này. Sau khi chúng ta khoanh vùng thì hệ thống sẽ tự động nhận diện cái sheet number bằng vẽ rất là tiện lợi. Và như các bạn thấy ở bên một revision history, chúng ta sẽ thấy hai version của bằng vẽ này. Tiếp theo là qua bước đặt tên và gắn tag. Và sau đó chúng ta bước lên bằng vẽ. Chúng ta cùng bấm vào view sheet. Như mọi người thấy đây thì bản vẽ này đã hiện hai version. Chúng ta cùng mở bản vẽ lên và kiểm tra xem liệu markup của version cũ đã được hiện ở version mới chưa. Đây là version cũ bản vẽ này. Chúng ta thấy markup đây. Và chúng ta cùng mở version mới để xem markup đã được copy qua chưa. Tự động copy qua. Và đây chúng ta thấy markup đã được copy qua version mới của bản vẽ. Rất là tiện lợi. Như vậy là mình vừa giới thiệu với các bạn tính năng sao chép markup trong cùng một bản vẽ hoặc giữa các bản vẽ khác nhau, cũng như việc các markup của version cũ tự động lưu qua version mới ở trong sheet ở trong Autodesk Build. Hy vọng video sẽ hữu ích và giúp các bạn tiết kiệm thời gian khi làm việc với sheet trong công cụ Autodesk Build. Mình là Tân đến từ OneGap, hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo nhé.